Hôm qua tôi có nhắc lại vấn đề của ông của giám mục Ngô Quang Kiệt. Tôi nói là một tu sĩ mà mang cái thân phận chính trị thì chắc chắn đây là mối lo ngại của tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Bởi vì mọi chính quyền đều phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đại đa số quần chúng nhân dân. Mà như thế cho nên chính quyền không thể nghiêng ngả về bất cứ một tôn giáo nào. Do đó cho nên chúng ta nhìn thấy được cái ưu điểm của nhà nước ta đó chính là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy xã hội làm chủ chứ không lấy cái cá nhân nào làm chủ cả, không lấy tôn giáo nào làm chủ cả. Cho nên khi đó chúng ta thấy rất rõ một điều, đó là mọi tôn giáo đều được công bằng như nhau và xem đó là một cái nhu cầu của người dân. Mà vì vậy cho nên tôn giáo được thừa nhận là một nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân chứ không phải tôn giáo là một thực thể chính trị. Mà vì vậy cho nên là tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều cố gắng đẩy tôn giáo ra xa chính trị, mà nhất là đối với Thiên Chúa giáo. Bao nhiêu năm Thiên Chúa giáo đã cai quản chính trị của cả châu Âu, của cả thế giới này và đã đem bao đau thương cho cả thế giới này, hàng trăm triệu người chết vì tôn giáo, vì thánh chiến, vì tòa án xử dị giáo. Và bao nhiêu năm nắm quyền là bao nhiêu năm các nền văn hóa biến mất. Do đó cho nên cái sự đau khổ đó của nhân loại đã thể hiện qua rất rõ sự tham gia vào chính trị của giáo hội Công giáo. Do đó cho nên ngay cả bản thân tôi lúc này dù là người Công giáo nhưng không chấp nhận được đối với cái sự đối với xã hội, đối với công bằng xã hội được, không thể chấp nhận được một tôn giáo tham gia vào chính trị. Tôi không thấy Phật giáo tham gia chính trị, tôi không thấy Cao Đài tham gia chính trị, tôi cũng không thấy Hòa Hảo tham gia chính trị. Tôi chỉ thấy giáo hội Công giáo Việt Nam ngày này giờ nào cũng lên mạng xã hội nói về chính trị. Từ bao giờ mà giáo hội Công giáo biến thành tổ chức chính trị vậy? Trong nhà thờ cũng nói chuyện chính trị, cũng chống cộng, trong nhà thờ cũng bàn chuyện tư bản cộng sản. Từ bao giờ mà giáo hội Công giáo Roma ở tại Việt Nam này lại biến thành một cái tổ chức chính trị vậy? Chả phải giáo hội Công giáo Roma là chỉ mang tin mừng đến cho người chưa biết tin mừng, đem lời Chúa đến cho người chưa biết Chúa và mong muốn rằng tất cả mọi người đều sống đúng theo lời Chúa, đó là gì? Kính Chúa và yêu người, để mọi người trở nên tốt lành hơn, tốt đẹp hơn, để đời sau được tốt đẹp hơn, mà đời sau đó chính là được lên thiên đàng. Mục đích tôn giáo là vậy đúng không? Thế bây giờ các vị tham gia chính trị làm gì? Đòi lật đổ chế độ làm gì? Đó còn là tôn giáo nữa không? Là tôn giáo tại sao cứ đòi lật đổ cộng sản hoài vậy? Tôn giáo là phải đứng ngoài chính trị thì mới thể hiện được bản chất tôn giáo của mình. Bởi tôn giáo là vô vi, tôn giáo là phải làm sao để chứng tỏ rằng ta không còn tham lam, ta không còn dục vọng, đó mới chính là tôn giáo. Tôn giáo mà dục vọng chính trị quá cao, đòi hỏi quyền lực trần thế này quá nhiều, các hành động phàm tục không thua kém gì một kẻ đầu đường xó chợ, không thua gì bà bán cá ngoài chợ phải trả giá từng đồng từng cắc, vì đó đâu phải là tôn giáo. Những linh mục đang ở trong nhà thờ mà tối ngày cũng bàn chuyện chống cộng, đòi lật đổ chế độ này, xây dựng chế độ kia để ta được quyền lợi này, được quyền lợi nọ, thì đó là một cái kẻ đang cố gắng dơ vét tài sản thế gian. Mà Chúa nói rồi, thằng nào không ai mà xem của cải thế gian trọng hơn thì không xứng đáng với Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa cơ mà. Thế tại sao giờ các cái giáo hội Công giáo tại Việt Nam cứ thích ham muốn thế lực trần tục vậy, cứ ham muốn quyền lực thế gian vậy? Bây giờ thành giặc đạo hết rồi, chống lại xã hội, chống lại đất nước thì thành giặc chứ làm gì. Xã hội này, đất nước này đang do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chống lại, dùng tôn giáo để chống lại đất nước là người ta gọi là giặc. Thế ai chống lại đất nước này là giặc hết, nói thẳng thôi. Mà cho nên dùng tôn giáo chống lại đất nước ta gọi là giặc đạo. Tôi cho rằng ngay cái 7 triệu giáo dân Công giáo, khi nhắc đến tinh thần dân tộc chắc chắn người ta đều chọn dân tộc, không bao giờ chọn tôn giáo. Tôi chắc chắn điều đó. U mê mấy chăng nữa thì khi đứng trước tinh thần dân tộc và tôn giáo, lựa chọn một trong hai, người ta vẫn chọn dân tộc này. Bởi cái dân tộc này là cái nơi người ta chôn nhau cắt rốn ở đây nè, là cái nơi mà người ta sinh ra lớn lên và ở đây nè. Còn tôn giáo là cái đạo đức để người ta có thể sống tốt hơn, để người ta gì sau cái việc sống tốt hơn đó tạo nên cho người ta cái tiềm ẩn bên trong, đúng không? Để người ta đến với cái tinh thần và đến với cái cuộc sống đời sau, đến với cái tâm linh người ta về về cuộc sống đời sau tốt hơn. Thế các vị nghĩ coi, các vị uống nước thánh xong,
các bạn chết sống cho nhà thờ, các vị chết liền được không? Nếu thực sự theo đạo mà lên thiên đàng thì nên theo đạo xong rồi chết. Nếu các vị nói là mục đích theo đạo là để được lên thiên đàng để về với Chúa thì vô đạo xong rồi, rửa tội xong rồi, đi chết đi, tự tử chết liền đi, đừng sống nữa, như thế vậy với Chúa liền. Còn chúng ta khẳng định chúng ta đang sống ở trên xã hội này, trên trần gian này thì phải xây dựng cái trần gian này cho thật tốt. Cuộc sống của mình ở đây nó phải hòa đồng, nó phải tốt như thế nào để người xung quanh gặp người Công giáo còn kính ngưỡng, chứ để người xung quanh gặp người Công giáo chửi rủa hoài sao? Bây giờ giáo xứ Thái Hà là nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Kỳ Đồng là người ta coi ra cái gì? Nhắc tới dòng Chúa Cứu Thế là người ta chửi rủa. Bây giờ lên mạng thì gõ dòng Chúa Cứu Thế vô, ngoại trừ người trong đạo còn binh vực nhau, người trong đạo còn không dám nói tới, thì những người ngoài họ nói với dòng Chúa Cứu Thế là gì? Họ chửi không đó. Bây giờ linh mục thành linh cẩu hết rồi. Bây giờ các linh mục của các nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế bây giờ người ta gọi là linh cẩu hết rồi. Giáo dân người ta gọi là con chiên, con bò. Chưa kể các vị gọi là những người tham gia các nhóm cờ đỏ gọi là bò đỏ. Các vị đó là con bò, con chiên từ bao nhiêu trăm năm nay, cả ngàn năm nay rồi. Mà người ta cứ nhắc tới Công giáo, nhắc tới giáo dân rồi nhắc tới con chiên. Tại sao chúng ta bị xúc phạm như vậy? Là bởi vì chính cuộc sống hàng ngày chúng ta. Lên đây nè, có các bạn gì Trang Nguyên lấy ảnh của Chúa Giêsu làm cái hình avatar, lên trên đây nói tục nói bậy, chửi rủa, xúc phạm cá nhân bao nhiêu thứ bao nhiêu người, nói những điều dâm ô tục tiểu, đó có phải là hành vi phá đạo không? Mà tôi cho rằng nếu là thật sự là người có đạo không bao giờ làm vậy. Nếu là người có đạo xây dựng tôn giáo mình, sợ mất đi hình ảnh tôn giáo mình, không bao giờ dám lên trên mạng xã hội lấy thân phận người Công giáo ra đi chửi rủa. Chỉ có kẻ giả mạo là người có đạo mới lên trên mạng xã hội mạo nhận người Công giáo đi chửi rủa lung tung để người ta chửi người Công giáo. Như tôi nè, tôi là người có đạo mà bao nhiêu người chửi tôi. Tới giờ này tất cả mọi người đều vì tín ngưỡng của tôi, biết tôi là người có đạo, cho nên người ta khi trước mặt tôi, người ta hạn chế chửi tôi, hạn chế chửi cái đạo tôi. Như vậy thì các bạn thấy sao? Chúng ta là những người có đạo phải sống thiện đạo đức chứ. Tại sao mang tư cách người Công giáo ra mà lên trên mạng xã hội mà miệng mồm cứ chửi rủa? Tôi nói ngay cái bà Phương Lưu, không biết là tín ngưỡng bà này tới đâu. Bà này người có đạo ở nhà bà thấy ha. Chuyên gia đi tiếp các cái gia đình của các thân nhân của các tù, gọi là những người phản quốc, của mấy thằng phản quốc. Bà này nói rằng đứa nào chửi Chúa, chửi nhà thờ là coi như đứa đó sẽ bị Chúa trừng phạt. Bà là Chúa hay gì mà phán xét người ta? Không, cái người là Chúa gì không xét. Xã hội này có tốt có xấu, nhìn nhận về vấn đề xã hội cũng nhìn nhận từ nhiều khía cạnh. Bà có thể bà không thích chế độ cộng sản như người khác thích. Bà đoán định theo cách của bà thì người khác đoán định theo cách của người khác. Người khác thấy cộng sản tốt, người ta nói tốt. Và vì vậy cho nên là bà đừng bao giờ bà phán xét khi mà cái chuyện người ta còn thích, còn yêu, còn thế này thế khác. Bà cho rằng Chúa cũng nghĩ thì nghĩ giống bà, nhưng mà Chúa vàng đó. Những cái kẻ mạo nhận lời Chúa giống bà mới là những người mà Chúa phạt. Với tôi nói các bạn, những cái người mà lên mạng xã hội hay tự nhận mình là người Công giáo, lấy avatar là người Công giáo, avatar là gì? Thánh giá nè, Chúa nè, Đức Mẹ nè. Không, tất cả những kẻ đó là những kẻ đạo đức giả, những kẻ giả hình. Vô nhà thờ đấm ngực lỗi tại tôi mọi đàn. Nhưng mà bước ra ngoài thì tha hồ chửi bới, xong về xưng tội. Đạo đức giả không? Như thế là đạo đức giả không? Các người nói các người yêu thương anh em, mà giờ cuối cùng ra các người đi lên trên mạng xã hội này chửi rủa người ta, toàn là trù dập người ta, chửi rủa cho chừng nào người ta chết thôi, xúc phạm uy tín danh dự người khác. Đó, cái gì các anh chị thế? Bây giờ là một người Công giáo, các bạn lên trên mạng xã hội, các bạn phải làm sao để cho người ta thấy được rằng là cái giá cái tôn giáo của mình nó phải đạo đức và thánh thiện giá trị như thế nào, để người ta thấy được rằng là thông qua đời sống hàng ngày của mình, thông qua lời nói của mình, người ta thấy được rằng là theo cái đạo này là con người sẽ tốt hơn. Và như vậy các bạn đang giới thiệu Thiên Chúa đến với mọi người, chính là các bạn đang đem tin mừng đến cho người nghèo khó. Người nghèo khó ở đây theo
Thiên Chúa chính là gì? Đó là những người chưa biết tới lời Chúa. Cho nên chính cái cuộc sống hàng ngày các người, cái đời sống đạo đức thánh thiện của các người sẽ làm cho người xung quanh cảm nhận được Thiên Chúa tốt lành như thế nào. Thiên Chúa đã dạy các người điều tốt lành như thế nào. Còn bây giờ các người sống tệ quá, làm sao người ta nghĩ Thiên Chúa tốt và tôn giáo này tốt được? Nó nhìn xem hàng ngày các người lên mạng xã hội dùng tư cách tôn giáo chửi rủa người ta ra sao. Giám mục Ngô Quang Kiệt bảo rằng gì, tôi nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam. Tôi nói thẳng, một đất nước này muốn mạnh mẽ lên, muốn tự hào tự tôn thì phải loại bỏ hết những kẻ cầm cái hộ chiếu Việt Nam này mà thấy nhục. Nếu nhục đừng cầm. Tất cả những kẻ khi nhục nhã cầm hộ chiếu Việt Nam đó nên từ bỏ hết quốc tịch đi, đi qua quốc tịch khác ở. Nói thẳng, nhân dân Việt Nam đuổi. Cho dù thế giới nó khinh miệt ta thế nào thì ta cũng phải tự tôn tự hào về ta. Ta từng đánh thắng Pháp, Mỹ, Nhật. Bao nhiêu nước vô đây đánh ta, ta đều đánh hết. Trung Quốc ta đạp mấy đạp rồi. Vậy mà không thấy tự hào à? Bọn kia nó ghét mình là bởi sao? Bởi mình đập mình đánh nó tơi bời. Mình đập mình đánh nó tụt quần đu gà. Nó mang bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu bơm nó xả xuống cái đất nước này mà nó thua tụt quần, nó thua phải chạy nhục nhã. Thế thì bây giờ hỏi coi, nó ghét mình không? Mà nó ghét nó làm gì? Nó chỉ chơi trò với mình thôi. Ai chả hiểu chuyện đó. Bao nhiêu năm nó cấm giận mình. Mình làm gì nó cấm giận? Nó tức, nó ghen ăn tức ở, nó cấm giận chứ làm gì? Nó nhục nhã khi thua cho nên nó mới nhục, nó mới cấm giận chứ làm gì? Cho nên bây giờ làm gì? Đi nhục nhã thêm à? Mình phải thấy được rằng là đó là cái điều mà khi nó thể hiện bản chất ti tiện và đê hèn của nó thì mình càng kinh miệt nó nhiều hơn. Chứ tại sao cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam? Đất nước này muốn mạnh mẽ hơn, đất nước này muốn vinh quang và tự hào tự tôn hơn thì phải loại bỏ những cái kẻ giống như giám mục Nguyễn cái gì, giám mục Ngô Quang Kiệt, nó phải loại bỏ hết tư tưởng, nó phải loại bỏ. Ông Ngô Quang Kiệt tới nay tôi nghĩ chắc không còn tư tưởng đó đâu, nhưng mà do một số đứa tào lao như cái thằng gì Trang Nguyên này, Ma Anh Nguyễn gì nè, là những cái đứa cổ suý cho cái tinh thần chống cộng đó. Có cái tôn giáo nào để chống cộng? Tôn giáo là chống cộng. Tôn giáo là chúng ta phải tạo nên cái điều tốt đẹp cho xã hội, mang giá trị đạo đức đến cho xã hội, chứ không phải là mang cái giá trị chính trị. Tôn giáo làm chính trị à? Trên thế giới này có cái ai công nhận công giáo là một tổ chức chính trị? Nếu như từ bao giờ tự nhiên biến cái công giáo thành cái tổ chức chính trị, vô nhà thờ toàn là bạn cộng sản tư bản, vô nhà thờ toàn là bàn chuyện chính trị không, như thế cuối cùng ra gì giáo hội công giáo thành gì, tệ hại không? Bây giờ các người tự hạ thấp bản thân mình chứ ai hạ thấp? Các người đang ở trên bậc của cái gọi là đạo đức. Đạo đức là cái trên bàn thờ của mỗi người, đúng không? Bàn thờ của Thiên Chúa là nằm ở trên, đúng không? Ở trên cao. Người ta đều phải ở dưới, người ta quỳ lại kính ngưỡng Thiên Chúa. Tổ tiên cũng vậy, kính ngưỡng tổ tiên. Bàn thờ Phật thì kính ngưỡng Phật, thờ lại Phật. Tất cả những cái giá trị ở trên bàn thờ đó là giá trị đạo đức. Nhưng bây giờ các người hạ nó xuống ngang tầm với bà bán cơm, bán cá, bán rau ngoài chợ. Đó là gì? Đó là chính trị. Chính các người đã hạ cái bàn thờ các người xuống ngang hàng với đầu đường xó chợ. Bởi chính trị là gì? Chính trị chính là cuộc sống hàng ngày của người dân. Đó là chính sách để cai trị những người dân. Và như vậy thì cái sự xung đột của người dân với nhau, các người hạ bàn thờ, các người xuống bàn thành sự xung đột với nhau, để cãi lộn với nhau. Tôn giáo tao tốt nhất nè, tôn giáo tao mới là đúng nè, cho nên xã hội phải nghe nè. Đó, bây giờ tao không nghe thì chửi lộn nhau chứ làm gì. Cho nên chính các người đã hạ thấp tôn giáo của mình khi mang tôn giáo đi hoạt động chính trị, mang thân phận là người công giáo lên mạng hoạt động chính trị, mang thân phận là người gì, Phật giáo, cái gì đem Phật giáo Hòa Hảo Cao Đài, mang luôn cái gì Phật giáo Thống Nhất gì đó lên trên mạng xã hội chửi bới mạ lệ xúc phạm người này người nọ. Đó chính là cái người đang hạ cái bàn thờ tổ tiên xuống, đang hạ bàn thờ Phật xuống, đang hạ bàn thờ Chúa xuống, ngang hàng với hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Bởi cuộc sống chính trị của người dân nằm ở đó đó, nằm trong cái chợ ở đó đó. Mà cái người muốn tu hành là người phải thoát tục, muốn thoát tục thì phải làm sao thoát cho được khỏi cái chợ đó. Chính trị là một cái chợ bao gồm nhiều ý tưởng lý tưởng ở trong đó, người ta đấu tranh với nhau tìm ra cái đúng nhất. Mà các người cho rằng người đúng nhất gì, thằng kia cũng cho đúng nhất gì, hai bên cãi lộn nhau chứ làm gì. Mà cãi lộn nhau thì các người chỉ là ngang hàng với nó thôi, nó chửi lên đầu các người thôi chứ sao vậy. Các người đâu còn là tôn giáo nữa, các người đâu còn là chính trị, các người đâu còn là thần Phật cao cấp nữa.
mới giữ cái hạ cấp rồi. Cho nên là những cái đứa hôm qua nay lên trên mạng xã hội là dùng thân phận người Công giáo đi phá hoại. Chứ lên mạng xã hội là lấy thân phận, lấy hình avatar là người Công giáo, lấy hình Chúa. Lên trên mạng lấy hình Chúa ra bắt đầu chửi tỏi lên. Hay quá. Công nhận nha. Thằng này nó biết quảng bá cho tôn giáo ghê luôn. Nó biết quảng bá cho giáo hội Công giáo ghê luôn khi mang hình ảnh của Chúa ra đi chửi. Người ta hỏi là mày đang nói hay Chúa đang nói? Trả lời sao? Đó có phải là người phá đạo? Mấy cái đứa mà mang hình ảnh Chúa Đức Mẹ lên trên đây, tên thánh đủ thứ lên trên đây mà đi lên mạng chửi bới người này người nọ, có phải là phá đạo? Hoặc là nó cố tình nó phá đạo? Thẳng lên những đứa đó là những đứa phá đạo. Nó cố tình nó mang thân phận nó lên đây để người kia người ta chửi nó, người ta sẽ kêu tên thánh, kêu tên Chúa ra người ta chửi, kêu tên giáo hội ra người ta chửi. Và như vậy thì rõ ràng đấy là những đứa phá đạo. Tôi hy vọng các bạn đừng bao giờ tin những cái đứa xưng người mình là người Công giáo ở trên mạng xã hội này, nhất là những cái đứa đem avatar hình Chúa Đức Mẹ lên đây là những đứa đạo đức giả, giả hình mà Chúa nói đó. Lên trên mạng xã hội mà làm gì? Lên mạng xã hội mang thân phận linh mục lên đây làm gì? Mạng xã hội là cái nơi hầm hố, bao gồm các phim set trên đây, bao gồm đĩ điếm gái, đĩ già mồm đây, đầy nhóc đây. Các linh mục lên đây làm gì? Dùng mạng xã hội để chỉ trích người này chứ người ta. Khi các vị chỉ trích người ta là các vị cũng sẽ chấp nhận để người ta chỉ trích. Khi các vị mang tôn giáo mình ra mặt cả thì tôn giáo các vị cũng sẽ được trả giá. Các vị đem tôn giáo mình ra lên mạng để mua bán, để cân đo đong đếm thì người ta cũng sẽ mua cái tôn giáo của các vị cao hay thấp. Người ta sẽ đánh giá lượng định là giá trị tôn giáo các vị như thế nào, để các vị có đủ thân phận để nói chuyện với người ta hay không. Bây giờ nè, so với thời Trung Cổ nè, bao nhiêu cuộc thập tự chinh, bao nhiêu tòa án dị giáo, bao nhiêu tai ương do chính giáo họ đã đẩy ra cho tạo ra cho thế giới này trong suốt cái thời kỳ Trung Cổ hàng ngàn năm nè. Tôi hỏi các vị, lượng định những giá trị đó người ta đã trả giá cho các vị, và thực tế là các vị đã không còn giá trị để tham gia vào hoạt động chính trị nữa, coi như các vị không còn cái giá nào để tham gia vào hoạt động chính trị nữa, mất giá hết rồi. Còn giá trị nào nữa? Bao nhiêu năm cho các vị quản lý xã hội trên thế giới này, các vị đã đem bao nhiêu tai ương tới đây? Hàng trăm triệu người chết cũng vì các cuộc thập tự chinh, tòa án dị giáo. Khoa học phát triển không? Galileo bảo trái đất xoay mặt trời, các vị nói mặt trời mới xoay quanh trái đất, đòi thiêu ông ta. Khoa học phát triển à? Đó chỉ là những cái điều mà tôi nói để các vị thấy được rằng tôn giáo nên làm đúng bổn phận của mình, đó là giáo dục con người để con người tốt hơn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Người Công giáo tin vào cuộc sống đời sau, nghĩa là sau khi chết không phải là hết, mà là bước lên thiên đàng với Thiên Chúa. Và có thể rằng nếu là người tốt thì lên thiên đàng, người không tốt thì xuống luyện ngục thế này thế khác. Đó là cái niềm tin của tôn giáo. Người Phật giáo tin vào kiếp sau, tin vào quả báo. Tất cả những cái giá trị tôn giáo mang lại là để giúp cho người ta trở nên tốt lành hơn. Để được lên thiên đàng anh phải làm việc tốt, anh phải kính Chúa yêu người. Để được lên làm thành tiên thành Phật anh phải tu hành như thế nào, và khi tu hành anh phải thực hành những lời tu hành đó bằng cách là giúp đỡ cho tha nhân, giúp đỡ cho người xung quanh, làm từ thiện như thế nào thế nào, phải chân chính ra sao, phải sống xứng đáng như thế nào, phải có hiếu như thế nào. Đó là những cái giá trị tôn giáo mang lại cho con người. Nhưng mà một khi tôn giáo đã bị lợi dụng, tôn giáo nó không còn mang giá trị đạo đức nữa mà nó chỉ còn mang giá trị chính trị thì tôi không cần. Bởi vì chúng tôi đã trải qua rất nhiều hình thái chính trị và thấy rằng tất cả các hình thái chính trị nó đều mang đau khổ. Đến giờ này chúng tôi mới có được sự yên ổn về chính trị, trong bao nhiêu năm nay mới yên ổn, và đang cố gắng xây dựng ngày càng tốt hơn cái xã hội này, giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý xã hội này tốt hơn, và nhìn thấy được rằng là giá trị xã hội này ngày càng nâng lên, giá trị con người ngày càng nâng lên, kinh tế, điều kiện sống con người ngày càng phát triển. Thấy rất rõ điều đó, không cần thiết phải nói nhiều. Người trẻ chúng tôi đang cần hòa bình, người trẻ chúng tôi đang cần ổn định để phát triển về kinh tế, về văn hóa, về chính trị, về xã hội. Chúng tôi rất cần sự ổn định này thì chúng tôi mới phát triển được. Còn bây giờ các vị kêu gọi lật đổ, các vị tối ngày kêu gào lật đổ chính trị, thế làm sao ổn định? Mà lật đổ chính trị thì bao nhiêu đảng phái chính trị nó lên,
và bao nhiêu đảng phái chính trị lên là cuối cùng đất dân tộc này chia rẽ, đất nước này chia rẽ, chiến tranh xảy ra, thế tương lai của ai còn? Chỉ có đứa ngu nó mới đòi lật đổ nhà nước. Nhà nước này hiện tại tệ lắm à, nhìn đâu thấy tệ. Dưới con mắt đen, dưới con dưới cầm nhìn dưới cặp kiến đen này luôn luôn xã hội nẻ đen thui. Cái tâm tư ích kỷ, dòm xã hội qua cái tâm tư ích kỷ của mình thì nó cũng sẽ trở nên đen thui, xã hội đen lắm. Linh mục thì còn gì vướng bận với trần gian này nữa mà cứ linh mục cứ tối ngày tham gia vào chính trị vậy. Linh mục của nhà thờ Thái Hà, của Kỳ Đồng, linh mục của dòng Chúa Cứu Thế, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh, các người còn vướng bận gì ở trần gian này, các người muốn về với Chúa tại sao không chết đi? Tất cả chúng tôi đều muốn sống ổn định, tôi không cần các vị chính trị hoặc các vị linh mục làm chính trị bởi các vị không có trình độ. Nói thẳng tới các linh mục giám mục không có trình độ chính trị. Các vị là những người tu hành đọc kinh thánh và biết về kinh thánh dạy giá trị đạo đức gì đó ABC gì đó vô nhà thờ dạy. Ở ngoài xã hội này không cần các vị dạy bởi ngoài xã hội này vẫn còn bao nhiêu thứ để người ta học đó. Giao tiếp hàng ngày, học trong trường, học ngoài xã hội, học ở gia đình, học ăn, học nói, học với học mở, tôi học tất cả mọi cái. Những người không có tôn giáo bộ chết hả? Ví dụ như tôi hỏi là ngoài trừ tôn giáo Thiên Chúa giáo ra, các vị thấy là Phật giáo dạy người ta tốt không? Tốt. Còn những người không có tôn giáo nào cả, người ta có được người ta tốt không? Vẫn tốt bình thường. Người ta vẫn được dạy hiếu thảo cha mẹ. Người ta vẫn được dạy bạn bè kính ngưỡng nhau như thế nào, tôn trọng nhau ra sao, ra đường giao tiếp thế nào. Người ta đâu có cần tôn giáo đâu, người ta vẫn tốt vậy. Hỏi lý lịch của những người làm cán bộ đảng viên coi họ có tôn giáo không? Người có người không, nhưng mà đa phần là không đó. Nhưng họ tốt không? Tốt ngàn lần các vị. Bởi họ đóng góp cho xã hội này hàng ngày. Những người đảng viên họ đóng góp cho xã hội này hàng ngày là các vị đóng góp cái gì? Ngồi trong nhà thờ đó ăn sung mặc sướng, giáo dân cung phụng hàng ngày. Làm buổi lễ thôi 250.000 buổi lễ. Một tháng làm nhiều tháng làm 30 ngày ra 7 triệu rưỡi không? Quá ngon. Chưa kể là người ta dân lễ là bao nhiêu thứ, bao nhiêu cái nữa, các vị bỏ túi riêng. Thế có bị quá giàu có rồi, quá ngon rồi còn gì nữa. Những nhà thờ lớn như Thái Hà chẳng hạn đi, hàng ngày giáo dân giờ một người bỏ vô 10.000, giáo dân đi lễ ngày bao nhiêu lễ? Bỏ vô các việc được ngàn nhiêu tiền, giàu có quá không? Các vị là những người lười lao động nhất. Với xã hội các vị ích lợi gì? Không có tôn giáo người ta vẫn sống tốt, nhưng mà có tôn giáo người ta có thêm một cái nhu cầu để người ta kính ngưỡng, để đuối quá người ta còn biết bám víu vào cái tinh thần và cái chỗ này chỗ kia. Còn các vị thì là lợi dụng tôn giáo để mưu đồ cái ích kỷ và chính trị của mình. Các vị đã làm, đã đi theo, đã đời sống tận hiến cho Thiên Chúa rồi con. Linh mục là một đời sống tận hiến. Làm tu sĩ cho giáo hội Công giáo Roma là một đời sống tận hiến. Mà đã tận hiến là tất cả mọi cái của các vị chính là của Thiên Chúa. Bây giờ các vị đòi hỏi quyền lợi chính trị là của riêng các vị. Như thế có phải là các vị đang cố gắng bỏ đi đời sống tận hiến không? Linh mục mà tham gia chính trị có nghĩa là bỏ đi đời sống tận hiến. Các vị nói là tất cả các vị đều thuộc về Chúa mà, thế gì các vị tham gia chính trị làm gì? Mà các vị thuộc về Chúa mà Chúa giao nhiệm vụ cho các linh mục là gì? Đi chăn dắt đàn chiên của người, để các đàn chiên không đi lạc, để các đàn chiên biết Chúa như thế nào, để sống tốt lành ra sao, để ngày sau lên thiên đàng với Chúa ra sao. Đó là nhiệm vụ của các linh mục, những mục tử của Thiên Chúa. Như bây giờ các vị đây nè, không còn sống tận hiến nữa, không còn toàn tâm toàn ý phục vụ Thiên Chúa nữa, mà các vị chỉ phục vụ cho chính bản thân các vị. Đó là cái mưu đồ chính trị đê hèn của các vị. Các vị có hỏi giáo dân có cần gì không? Chúng ta là giáo dân, chúng ta vô nhà thờ cần gì? Là giáo dân vô nhà thờ cần gì? Giáo dân vô nhà thờ là cần linh mục nâng đỡ tinh thần của mình trong cuộc sống hàng ngày. Giáo dân vô nhà thờ là để muốn nghe lời Chúa, để nhắc nhở lại là mình phải sống sao cho tốt, để với tha nhân ta không tệ, đối với Thiên Chúa ta lại càng đẹp lòng của Thiên Chúa. Đó chính là cái giá trị mà mỗi người đến với nhà thờ. Giáo dân ta đến đó là cần như thế. Chúng ta đâu có cần đến nhà thờ để nghe chính trị. Chúng ta được mời hợp tổ dân phố, đi còn không đi cơ mà. Mời hợp tổ dân phố còn không đi, phường mời hợp cũng không đi, mà giờ vô nhà thờ nghe chính trị. Một cái ông cha, ông có biết gì về chính trị mà nghe ổng. Linh mục nào biết chính trị nói nghe chơi. Hỏi ông linh mục mà nói chính trị được. Bởi đời sống tận hiến, việc nghiên cứu kinh thánh nó đã nằm hết ở đó. Và đối với một vị linh mục thì Chúa là trên hết. Mà khi Chúa là trên hết rồi thì còn gì chính trị nữa.
Anh khi anh nói tới chính trị, anh phải nói tới sự công bằng. Khi nói tới chính trị, anh phải nói tới công bằng. Anh A có quyền thờ Phật, anh B có quyền thờ Chúa, anh C có quyền thờ Thánh Allah. Còn anh đã nói Chúa là trên hết, anh không công nhận thành các tôn giáo khác, thì anh làm chính trị sao được mà anh bảo anh tham gia chính trị? Anh không nhận người khác làm tôn giáo, anh không công nhận tôn giáo khác. Ông quốc anh gọi cộng sản là vô thần, anh gọi là ma quỷ, thì làm sao anh làm chính trị được? Làm chính trị là phải công bằng, anh phải biết thừa nhận người khác, biết thừa nhận quan điểm của người khác thì anh mới làm chính trị được. Thế bây giờ các linh mục có thừa nhận các tôn giáo khác không mà đòi làm chính trị? Có thừa nhận người cộng sản chưa mà đòi làm chính trị? Thua tụt quần ra đó rồi. Tư bản Mỹ bao nhiêu thứ ở đây nó thua tụt quần, nó chạy đi mất tiêu rồi, mà còn giờ này còn ngồi ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa cờ vàng bả sọc đỏ. Linh mục gì cái đó mà linh mục à? Bây giờ người ta gọi linh cẩu hết rồi đúng không? Ở đây cho nên là mọi người cần phải tỉnh táo. Có một bộ phận, một nhóm người nó lên trên đây nó mạo nhận người công giáo đó, như ma anh Nguyễn gì đó là mạo nhận người công giáo lên để phá đạo đây. Trang Nguyễn cũng là cái kẻ lên đây phá đạo, nó lên nó lấy hình ảnh của Thiên Chúa đi rần rần đi vòng vòng đây, nó chửi bới lung tung. Tôi nhắc lại nữa, đó là những kẻ đi xúc phạm mạ lệ chúng tôi đó, là những kẻ đó, là những cái kẻ chúng ta cần phải xem xét lại xem nó là đứng ở phía nào, phe nào, chia phe đi. Không, phe chống cộng. Không, tôi phản bác các lời xuyên tạc, nó chống chúng tôi, nó là đám xuyên tạc còn gì nữa, nó cùng phe với đám xuyên tạc. Tôi nhắc lại nữa là tôi hy vọng rằng nếu mà cơ quan báo chí mà nghe được á, chúng nên xem xét lại cái ông gì tên Nguyễn Phú Lộc, có nick Facebook Nguyễn Phú Lộc đó. Không, mà trên cái Facebook của ông này thể hiện rằng là gọi là tự nhận là nhà báo, có các cái hình ảnh liên quan tới báo chí đó, thì ông này chuyên viết những cái bài phản gọi là cái gì nhỉ, xăm soi và xúc phạm uy tín danh dự của những người đang đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, những công dân như chúng tôi ở đây. Chúng tôi rất bức xúc, hy vọng là báo chí cũng phải biết rằng nhân dân bức xúc thì nhân dân phải coi tinh thần của nhân dân như thế nào. Làm báo mà để nhân dân bức xúc cái tờ báo của mình, bức xúc cái nhân viên của tờ báo của mình, thì mình phải coi lại bản thân của mình. Báo chí mà như thế người tẩy chay đó. Xin chào các bạn. Tôi đi hôm nay tôi còn đang sốt cho nên là không có ngồi lâu với các bạn được. Chúc các bạn buổi sáng làm việc tốt qua sau những ngày nghỉ. Chào các bạn.